công ty kim loại G7 chuyên nhập khẩu kim loại cao cấp từ các nước G7, EU, G20. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm inox, nhôm, đồng, thép, titan, nickel và các loại hợp kim khác. Chúng tôi có thể nhập nhỏ lẻ theo yêu cầu của khách hàng với thời gian nhanh nhất. Thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi thể hiện trên màn hình và trong phần bình luận của video. Trung Quốc là một gã khổng lồ đang ngủ yên. Hãy để nó yên giấc, vì khi thức dậy, nó sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Lời cảnh báo của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã trở thành sự thật sau hơn 2 thế kỷ. Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Trung Quốc đã trỗi dậy và trở thành một thế lực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, một công xưởng sản xuất của thế giới. Cụm từ Made in China đã trở nên phổ biến, với giá thành hợp lý nhưng chất lượng thì không thua kém gì Made in Japan hay Made in Germany. Trung Quốc từ lâu đã có tham vọng trở thành siêu cường chế tạo hàng đầu thế giới. Gần một thập kỷ trước, họ đã vẽ ra lộ trình cho con đường đó với kế hoạch mang tên Made in China 2025, với mục tiêu là đạt được sự tự chủ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh trong lĩnh vực sản xuất. Chỉ còn 7 tháng nữa là tới thời hạn 2025. Tham vọng vĩ đại của Trung Quốc đang được thực hiện tới đâu? Nó có tầm ảnh hưởng như thế nào tới bàn cờ chính trị và kinh tế của thế giới? Hãy đến với video của Battlecry khám phá ngay bây giờ nhé! Công nghiệp 4.0 phiên bản Trung Quốc. Năm 2015, khi kế hoạch Made in China 2025 được công bố, nền công nghiệp của Trung Quốc như khoác lên mình một chiếc áo vá chẳng chịt. Hầu hết ô tô trên đường phố đều đến từ các thương hiệu phương Tây. Bầu trời thì hoàn toàn là máy bay của các nhà sản xuất như Boeing của Mỹ hoặc Airbus của châu Âu. Khi đó, nhiều nhà máy của Trung Quốc không thể tự hoạt động nếu không có máy móc nhập khẩu. Từ con chip, hệ điều hành tới phần mềm trong máy tính, điện thoại di động, chủ yếu đều do Mỹ phát triển. Thậm chí, cơ sở dữ liệu của các ngân hàng Trung Quốc cũng phụ thuộc vào các tập đoàn đa quốc gia viết cốt và bảo trì. Thời điểm đó, đại lục đứng ở nhóm dưới trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu, chủ yếu sản xuất sản phẩm giá rẻ và có hàm lượng chất xám thấp. Đối với một quốc gia, sự phụ thuộc vào các quốc gia khác chưa bao giờ là điều dễ chịu. Made in China 2025 được ra đời nhằm thay đổi tất cả những điều này. Made in China 2025 được công bố bằng một sự phô trương chưa từng có, với mục đích là biến Trung Quốc từ một gã khổng lồ sản xuất trở thành cường quốc sản xuất thế giới. Kế hoạch 10 năm tập trung vào việc nâng cấp nền tảng sản xuất của Trung Quốc bằng cách phát triển nhanh 10 ngành công nghệ cao. Đứng đầu trong các ngành này đó là ô tô điện, các phương tiện sử dụng năng lượng mới khác, công nghệ thông tin và viễn thông thế hệ mới, công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Các ngành còn lại thì bao gồm công nghệ nông nghiệp, kỹ thuật hàng không vũ trụ, vật liệu tổng hợp mới, thiết bị điện tiên tiến, công nghệ y sinh, hạ tầng cơ sở cho đường sắt tốc độ cao, kỹ thuật hàng hải công nghệ cao. Những ngành này đều là trọng tâm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được bắt nguồn tại Đức. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói rằng Made in China 2025 là một phiên bản Trung Quốc của công nghiệp 4.0. Về cơ bản, Made in China 2025 hay viết tắt là MIG-25 sử dụng trợ cấp của chính phủ, huy động các doanh nghiệp nhà nước và theo đuổi việc mua quyền sở hữu trí tuệ để bắt kịp và vượt qua sức mạnh công nghiệp ở phương Tây. Trong số gần 5.000 công ty niêm yết tại đại lục, SAIC Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất đất nước xét theo quy mô, đã nhận được khoản trợ cấp từ chính phủ lên tới 4,03 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 598 triệu đô năm 2021, cao hơn 31% so với năm 2020. Ba nhà sản xuất ô tô khác cũng lọt vào top 10, bao gồm BYD, Great Wall Motor và tập đoàn ô tô An Huy, Chiang Khoai. Điều này đã cho thấy sự ưu tiên của Bắc Kinh, đó là nuôi dưỡng và phát triển các nhà sản xuất xe năng lượng mới trong bối cảnh ngành công nghiệp toàn cầu đang nỗ lực chuyển sang kỷ nguyên điện khí hóa. Ngoài xe điện, chip nhớ cũng được coi là lĩnh vực quan trọng mà Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Semiconductor Manufacturing International Corp, viết tắt là SMIC, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc, và BOE Technology Group, tập đoàn sản xuất màn hình lớn nhất cả nước, đã lọt vào danh sách top 10 doanh nghiệp nhận trợ cấp nhiều nhất trong năm 2021. Trong khi đó, thì nhà cung cấp mạng 5G China Mobile đứng thứ 9 và China Telecom đứng thứ 19. Nguồn vốn hỗ trợ cũng được rót vào các công ty quy mô nhỏ. Báo cáo cũng cho thấy các nhà sản xuất thuốc công nghệ sinh học như Shanghai Yinchun Pharmaceutical và Mapwell Biosin đều có trong danh sách được giới chức đại lục hỗ trợ rất nhiều.
về mặt bản chất, mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ nước ngoài và thúc đẩy sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. Chất bán dẫn là một lĩnh vực được chú trọng đặc biệt do rất quan trọng đối với hầu hết các sản phẩm điện tử. Trung Quốc thì hiện đang chiếm khoảng 60% nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn, thế nhưng lại chỉ sản xuất khoảng 13% trong nguồn cung toàn cầu. Mục tiêu của Trung Quốc đến năm 2025 đã đạt khoảng 70% khả năng tự cung tự cấp trong ngành công nghệ cao và tới năm 2049 chiếm vị trí thống lĩnh trên thị trường toàn cầu. Áp lực từ phương Tây. Đối với Hoa Kỳ và một số nước có nền công nghiệp hóa lớn, kế hoạch của Trung Quốc không chỉ làm suy yếu sự tuân thủ các nguyên tắc thương mại quốc tế mà người Mỹ thiết lập, mà nó còn gây ra rủi ro an ninh cho họ. Hiện tại, khi đối mặt với làn sóng hàng hóa công nghệ cao, giá rẻ từ Trung Quốc, đặc biệt là những tấm năng lượng mặt trời hay tua bin gió cỡ lớn hoặc là xe điện, phương Tây đang cân nhắc đưa ra một vòng trừng phạt và những cuộc chiến tranh thương mại luân phiên nhằm vào quốc gia châu Á này. Hoa Kỳ cho rằng sự lạnh nhạt đối với các công ty nước ngoài, buộc phải chuyển giao công nghệ, đánh cắp tài sản trí tuệ, gián điệp mạng đều là những yếu tố khơi mào cho cuộc chiến thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đã từng áp lên hàng hóa Trung Quốc và ngăn chặn một số vụ mua lại các công ty công nghệ do Trung Quốc hậu thuẫn. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra dưới thời Tổng thống Donald Trump đã giáng những đòn khá nặng nề tới kết quả của kế hoạch MIC-25. Sau khi Donald Trump lên nắm quyền, nhằm theo đuổi mục tiêu nước Mỹ trên hết, ông đã có những động thái thương mại cứng rắn đối với Trung Quốc và xem đây là đối thủ cạnh tranh hàng đầu với Mỹ về kinh tế và công nghệ. Đầu tiên, các hàng rào thương mại do Donald Trump đưa ra bao gồm thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, cấm cửa các công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc như là Huawei. Nó đã ảnh hưởng xấu tới tiến độ xuất khẩu của nước này, kể cả các sản phẩm công nghệ cao đang được đẩy mạnh theo MIC-25. Điều này làm chậm tốc độ gia tăng thị phần toàn cầu cho những ngành công nghiệp ưu tiên của kế hoạch MIC-25. Tiếp theo là việc ông Trump yêu cầu các công ty Mỹ phải rời khỏi Trung Quốc hoặc cấm sử dụng một số công nghệ của Trung Quốc cũng gây ra khó khăn đối với mục tiêu chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của MIC-25. Đồng thời, cuộc chiến thương mại đã buộc Trung Quốc phải tập trung đối phó với áp lực thương mại và làm chệch hướng hoạt động nghiên cứu cũng như phát triển công nghệ khi mà thực hiện MIC-25. Tuy nhiên, căng thẳng Mỹ-Trung thì không khiến cho chính quyền Bắc Kinh chùn bước. Ngược lại, nó đã khiến Trung Quốc quyết tâm cao hơn trong việc đẩy mạnh tiến độ nội địa hóa công nghệ then chốt nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ. Việc Trump cấm vận một số công ty công nghệ Trung Quốc cũng khiến Bắc Kinh nỗ lực phát triển những ngành thay thế như vật liệu linh kiện bán dẫn. Như vậy, tổng thể nhìn nhận, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã có những tác động hai chiều đối với MIC-25. Trong ngắn hạn, nó gây cản trở đáng kể tới việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao hoặc chuyển giao công nghệ từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong dài hạn, điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nỗ lực tự cường công nghệ của Trung Quốc thông qua MIC-25. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác đã phải thắt chặt giám sát đầu tư nước ngoài, gia tăng các phản ứng nhằm đối phó với các động thái bành trướng của Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách và các quan chức an ninh ở Hoa Kỳ, cũng như tại nhiều nước phát triển khác, đều coi kế hoạch của Trung Quốc nhằm hướng tới sự thống trị công nghệ tiên tiến toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng với an ninh quốc gia. Thành tựu và thách thức. Khó khăn chính đối với Trung Quốc là ngành sản xuất của họ phải đối diện với áp lực từ hai phía. Đó là với các nước công nghiệp hóa lớn như Nhật Bản hay Đức, và hướng còn lại là từ sản xuất giá rẻ như Ấn Độ hay Brazil. Chưa kể tới mục tiêu nội địa hóa công nghệ then chốt vẫn là một thách thức lớn đối với Trung Quốc. Theo kế hoạch thì đến năm 2025, tỷ trọng nội địa hóa các linh kiện, nguyên vật liệu cốt lõi phải đạt 70%. Tuy nhiên cho tới nay, con số này mới chỉ đạt khoảng 50%. Về cơ bản thì Trung Quốc đã hoàn thành được các mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên theo MIC-25. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu tính đồng bộ. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến sự phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên còn chưa đồng bộ là do Trung Quốc đầu tư theo chiều rộng, chứ chưa tập trung vào những ngành then chốt. Cụ thể, MIC-25 đề ra 10 ngành công nghiệp ưu tiên với kỳ vọng sẽ đột phá đồng loạt. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư thì còn hạn chế, nên một số ngành cần được chú trọng hơn. Điều này dẫn tới tình trạng các ngành có liên quan mật thiết tới đời sống xã hội như công nghệ thông tin, y tế, giao thông thì phát triển nhanh hơn, trong khi các ngành có tính chiến lược nhưng đòi hỏi đầu tư cao, công nghệ phức tạp thì vẫn còn khá chậm. Ngoài ra, theo các chuyên gia,
thì việc chính phủ Trung Quốc đầu tư quá lớn vào MIC25 đã làm ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác. Một mặt, chi phí cho MIC25 đã làm gia tăng gánh nặng tài khoá, gia tăng nợ công và gia tăng rủi ro tài chính với Trung Quốc. Mặt khác, nguồn lực phân tán khiến các ngành khác phát triển chậm hơn so với tiềm năng của chúng. Dù vậy thì sau 10 năm, kế hoạch MIC25 đã tạo ra những thay đổi khá sâu sắc trong xã hội Trung Quốc. Phân tích của tờ SCMP cho thấy hơn 86% các mục tiêu đã được hoàn thành. Một số khác thì có thể sẽ được hoàn thành trong năm nay hoặc đã bước sang năm sau. Trong đó, một số mục tiêu như là sản xuất xe điện và năng lượng tái tạo đã xuất sắc vượt xa mức đề ra. Doanh số xe điện tại Trung Quốc hiện đã vượt qua doanh số chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trong chủ yếu là các thương hiệu ô tô Trung Quốc. Máy bay chở khách do Trung Quốc sản xuất, còn C919 cũng đã bắt đầu phục vụ một số chặng bay đông đúc. Sự phổ biến rộng rãi của công nghệ 5G cho phép hành khách đi tàu ở Trung Quốc tận hưởng Internet công nghệ cao, kể cả là khi tàu đi qua đường hầm. Trung Quốc giờ đây đã có nhiều nhà máy thông minh và nhà ga tự động nhất thế giới. Điện thoại cao cấp sử dụng con chip và hệ điều hành do các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển hiện là các loại bán chạy nhất. Công suất đóng tàu của Trung Quốc cũng vượt qua cả Mỹ, gấp hơn 200 lần. Trung Quốc như khoác lên mình một bộ xiêm y mới. Giờ đây, họ đã có đủ tự tin để trở thành một thế lực sánh ngang với Hoa Kỳ. Thế giới đang ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng hơn từ Trung Quốc, phần lớn là bởi sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp hàng hóa của quốc gia này. Trong lĩnh vực xe điện, các phương tiện công nghệ cao do Trung Quốc sản xuất đang bắt đầu giành thị phần tại quốc tế, đưa Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong năm 2023. Trong bản kế hoạch Made in China 2025, Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa doanh số xe điện hàng năm đạt 3 triệu chiếc vào năm 2025. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc năm ngoái đã bán gần 10 triệu xe điện. Trong đó thì riêng công ty BYD đã bán được 3 triệu chiếc rồi. Xe điện Trung Quốc không chỉ cạnh tranh về giá và còn chất lượng công nghệ đi trước một số đối thủ. Từ 10 năm trước, Bắc Kinh đã đặt ra mục tiêu là sản xuất xe điện giá rẻ, tính năng cao là mục tiêu quốc gia. Ô tô điện thương hiệu Trung Quốc hiện có thể kết nối Internet và nhiều tính năng giải trí phong phú. Những mục tiêu được đề ra từ tận 10 năm trước. Tất nhiên, một số mục tiêu được đánh giá là quá lạc quan. Ví dụ, yêu cầu đặt ra với pin xe điện là 400W/kg. Thế nhưng thực tế, thì các sản phẩm thị trường Trung Quốc có pin điện chỉ vào 200W/kg. Mục tiêu phát triển tính năng lái tự động hoàn toàn vào năm 2025 dường như cũng còn đang quá xa vời. Bên cạnh đó thì ngoài Huawei, hầu hết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp Mỹ như NVIDIA về con chip lái tự động. Điều này khiến mục tiêu về tỷ lệ nội địa hóa trong ngành ô tô vẫn chưa thể đạt được. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành thì tin rằng tỷ lệ sử dụng con chip cao cấp nội địa trong xe điện Trung Quốc sẽ tăng lên đáng kể trong năm nay. Còn trong lĩnh vực không gian vũ trụ, vốn chịu cấm vận của Mỹ nhiều nhất, vệ tinh và tên lửa Trung Quốc không thể sử dụng con chip, linh kiện hay công nghệ của Mỹ bởi các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cũng đã bị cấm tiếp xúc với phía Trung Quốc. Dù vậy thì Trung Quốc cũng đã đạt được hầu hết các mục tiêu trong lĩnh vực này, bao gồm việc thăm dò sao hỏa, phát triển hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Beidou, xây dựng một trạm không gian, thăm dò bề mặt che khuất của mặt trăng và xây dựng mạng lưới quan sát trái đất bằng vệ tinh thương mại lớn nhất thế giới. Một số công ty vũ trụ của Trung Quốc cũng có kế hoạch phóng vệ tinh tái chế trong năm nay hoặc năm 2025. Vì vậy, mục tiêu này nhiều khả năng sẽ đạt được đúng thời hạn. Trong lĩnh vực sản xuất robot, thiết bị nông nghiệp, dược sinh học và kỹ thuật biển, tất cả các mục tiêu đều đã đạt được. Các công ty Trung Quốc có thể thiết kế và sản xuất độc lập hệ thống cộng hưởng từ siêu dẫn tạo ra từ trường 5 Tesla, cao hơn 70% so với mục tiêu đề ra. Trong khi đó, giá thành của sản phẩm này chỉ bằng 1/10 so với các sản phẩm của phương Tây, giúp giảm chi phí chụp cộng hưởng từ MRI cho bệnh nhân. Hay thuốc chống ung thư do Trung Quốc sản xuất cũng đã bắt đầu có mặt tại thị trường Mỹ với giá chỉ bằng 1/ nhỏ so với sản phẩm tương tự của các hãng dược phương Tây. Cải tiến về công nghệ cũng giúp Trung Quốc tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp. Dù diện tích canh tác có hạn, Trung Quốc sản xuất hơn 50% lượng rau toàn cầu nhờ sử dụng máy bay không người lái, máy gieo hạt tự động và công nghệ sinh học. Các sản phẩm như là chó robot do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất cũng đánh bại nhiều đối thủ quốc tế với hiệu suất đi đầu và giá thành rẻ. Trung Quốc giờ đây cũng là công xưởng đóng tàu lớn nhất thế giới, có khả năng sản xuất tất cả các loại tàu dân sự, quân sự. Lĩnh vực đạt được ít mục tiêu nhất trong Made in China 2025 là vật liệu mới, hiện mới chỉ hoàn thành được 75% mục tiêu.
Trong đó, mục tiêu chưa hoàn thành đáng chú ý nhất là công nghiệp hóa bột hợp kim titan giá thành thấp. Một số vật liệu siêu dẫn đặc biệt, vật liệu điện cực graphene có thể tăng gấp đôi phạm vi hoạt động của ô tô chạy bằng pin lithium-ion. Dựa trên kết quả đã đạt được sau gần 9 năm, có thể dự báo về triển vọng hoàn thành MIC25 của Trung Quốc đến năm 2025 về cơ bản sẽ được hoàn thành, nhất là khía cạnh phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên. Các ngành như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, xe điện của Trung Quốc có thể sẽ có được vị thế hàng đầu thế giới. Trung Quốc cũng làm chủ được nhiều công nghệ then chốt, bắt nhịp được xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, mục tiêu nội địa hóa tỷ lệ 70% linh kiện, nguyên vật liệu cốt lõi dường như là quá tham vọng và khó có thể đạt được vào năm 2025. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất đối với MIC25 khi này. Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực hơn. Cơ hội và thách thức tới Việt Nam. Kế hoạch Made in China 2025 tác động tới Việt Nam gián tiếp thông qua những tác động của kế hoạch này với thế giới. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam, khi Việt Nam được coi là trung tâm của ASEAN có độ mở nền kinh tế rất cao. Sự cạnh tranh của Trung Quốc đối với các quốc gia khác sẽ đưa Việt Nam có cơ hội nhập khẩu thiết bị công nghệ cao hơn với giá rẻ hơn, không chỉ từ Trung Quốc. Do được sản xuất quy mô lớn, giá thành các sản phẩm này còn có khả năng giảm xuống dưới sự cạnh tranh của các nhà sản xuất phương Tây. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam được nâng cấp công nghệ, chấm dứt tình trạng nhập khẩu thiết bị lạc hậu, công nghệ thấp của Trung Quốc vốn đã tồn tại trong một thời gian khá dài. Ngoài ra, truyền thống trung lập cũng sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà sản xuất toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung đang rất nóng bỏng. Chỉ trong đầu năm 2020, Việt Nam đã đón nhận một loạt các dự án quy mô lớn. Đã có nhiều công ty công nghệ cao chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất toàn cầu của mình như là Sanyo, Samsung, Sony, Fujitsu, Toshiba, Panasonic, Nidec, Intel hay Microsoft. Đây là dấu hiệu rất khả quan, cho thấy Việt Nam có cơ hội để trở thành một thiên đường sản xuất mới ở Đông Nam Á, hấp dẫn các nhà đầu tư. Đặc biệt là các doanh nghiệp Mỹ đang muốn chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh những căng thẳng do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gây ra. Với nguồn nhân lực trẻ, chi phí sản xuất hợp lý, Việt Nam sẽ trở thành địa điểm phù hợp để sản xuất sản phẩm công nghệ xuất khẩu. Sự cạnh tranh về công nghệ giữa các nước sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam trong việc lựa chọn đối tác công nghệ theo hướng phù hợp với mục tiêu sản xuất, phát triển và đảm bảo an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ mang tới những sức ép lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong việc cạnh tranh thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư và có nguy cơ sẽ trở thành một bãi rác công nghệ của Trung Quốc. Nhìn chung, các tham vọng công nghiệp hóa hiện đại hóa của Trung Quốc là rất lớn và MIC25 chỉ là bước đầu tiên. Tuy nhiên, có một điều cần phải khẳng định rằng Trung Quốc thực sự có tham vọng và họ biết cách để hiện thực hóa tham vọng của mình.